I'm feeling trapped down on the floor. I don't know what for. Feels like I'm gonna lose. Silence takes a hold. I can't let it go. Chin up, no one knows. But I won't let the stormy seas throw me in open water. Let me have my peace and leave me till tomorrow. Wind into my sail, away from things I let go. Floating on the waves, we go bottoms up, we go all the way. When you're feeling down, push the pain away. We go bottoms up, we go all the way, and face that shit another day. We go bottoms up. Sẽ là những hình ảnh của chính mình dưới ngôi nhà chung riêng.
các bạn, chúc mừng chúng ta và chúc mừng những vị quý phụ huynh. Và em mong rằng tất cả chúng ta sau này gặp lại, mỗi người đều có những vị trí nhất định trong xã hội, và quý vị phụ huynh luôn là những người cần cao đầu và hãnh diện để nói với mọi người rằng con của tôi là những người thành công trong cuộc sống. Em cảm ơn mọi người. Để biết rằng đến quý phụ huynh và quý thầy cô, và xin được mời toàn thể các bạn sinh viên chúng ta hãy cùng đứng dậy. Và ngày hôm nay một lần nữa mời các bạn chúng ta hãy cùng trân trọng những tấm bài này trước hơn, sẽ cùng nhau cúi đầu để gửi tặng quý thầy cô. Các bạn chú ý nghiêm lễ thôi. Xin mời các bạn chúng ta hãy cùng quay về phía quý phụ huynh, những cái cúi đầu để thay cho lời cảm ơn. Các bạn sinh viên chú ý nghiêm lễ thôi. Cho cháu theo học từ hồi lớp 10, rồi như hướng nghiệp cháu từ hồi lớp 10. Và khi cháu tốt nghiệp 12 xong á, thì cháu vào trường học á, ngày đầu tiên mà cô học mặt phụ huynh đầu tiên với trường á, cô rất an tâm. Và coi như là cô theo đuổi suốt quá trình con cô học, và cô cũng có theo dõi. Thì cô rất hài lòng về cách dạy dỗ giáo dục của trường, nhất là các thầy cô của trường. Và hôm nay là An đến tham dự cái chương trình tốt nghiệp của Greenwich. Đứng từ bên phía doanh nghiệp á, thì An khá là thích với cái sự kiện này, bởi vì nó tạo cái cơ hội để doanh nghiệp của Eureka đến với các bạn sinh viên của Greenwich. Với các bạn sinh viên của Greenwich thì tụi An nhìn thấy được cái năng lượng ở trong đấy, các bạn khá là năng động, cũng như là có một cái tinh thần khá là nhiệt huyết và chủ động đến với công việc của mình. Ngoài những điều đó ra thì sáng tạo cũng là một trong những cái điểm mạnh của các sinh viên trường Greenwich luôn. Vì lý do đó cho nên là Eureka truyền thông rất là vui khi mà đến với cái sự kiện chia sẻ với các bạn ở Greenwich về cái cơ hội việc làm của Eureka. Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Kim, mình học chuyên ngành Event Management. Thì suốt 4 năm học đại học thì ngoài những lớp học theo học ở trên trường ra thì mình còn tham gia các hoạt động như là phong trào như là câu lạc bộ Event, các chương trình của trường như là 7 ngày trải nghiệm, hoặc là những cái hoạt động tham gia ngoại khóa ngoài trời. Mình thấy môi trường rất là năng động và sáng tạo, rất là thích hợp cho các bạn theo học.